Xin chào quý vị và các bạn. Một thông tin trên cộng đồng nước ngoài. Tại đất nước Argentina gây chấn động thế giới với một pi bằng 314.159 đô la Mỹ, mạng pi đã thay đổi mô hình mua sắm đồ ăn nhanh như thế nào? Thưa quý vị, Argentina, nổi tiếng với những cảnh quan ngoạn mục, đang trở thành trung tâm chú ý toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ blockchain. Điều này là do việc áp dụng nhanh chóng và hấp dẫn loại tiền kỹ thuật số Pi network Tại một thành phố ở Argentina, Giờ đây mọi người có thể sử dụng Pi Network để thanh toán đồ ăn nhanh và đồ uống, với mức giá duy nhất trong đó 1 Pi bằng 314.159 đô la Mỹ. Pi Network, dẫn đầu cuộc cách mạng tiền tệ kỹ thuật số. Pi Network được khởi xướng vào năm 2019 bởi người sáng lập, Tiến sĩ Nicola Coccalis và nhóm của ông, là một dự án tiền kỹ thuật số đầy tham vọng với tầm nhìn cao cả. Nhiệm vụ của họ là tạo ra một loại tiền kỹ thuật số có thể truy cập được cho tất cả mọi người mà không cần phần cứng chuyên dụng. Dự án cam kết mang lại những lợi ích của công nghệ blockchain cho thế giới và mở ra cánh cửa cho một nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện. Việc áp dụng mạng Pi ở Argentina Argentina là một trong những quốc gia bị thu hút bởi tiềm năng của Pi Network. Tại một thành phố ở Argentina, mọi người đã bắt đầu chấp nhận Pi Network làm phương tiện thanh toán tại một số nhà hàng thức ăn nhanh và cơ sở đồ uống. Điều làm nên sự khác biệt của nó là tỷ giá hối đoái duy nhất, một Pi bằng 314.159 đô la Mỹ. Việc sử dụng Pi Network cho các giao dịch hàng ngày là bằng chứng cụ thể cho thấy loại tiền kỹ thuật số này có thể trở thành một phần không thể thiếu trong tương lai. Du khách đến thành phố có thể gọi bánh mì kẹp thịt hoặc đồ uống chỉ bằng cách gửi một lượng Pi thông qua ứng dụng. Điều này đánh dấu bước đầu tiên trong việc biến tiền tệ kỹ thuật số thành một phương tiện trao đổi đáng tin cậy. Triết lý đằng sau một Pi bằng 314.159 đô la Mỹ. Tại sao một Pi bằng 314.159 đô la Mỹ ở thành phố đó? Nó không chỉ là một con số ngẫu nhiên, đó là thông điệp rằng công nghệ chuỗi khối và các loại tiền kỹ thuật số như Pi Network là một thế lực mạnh mẽ sẽ định hình lại cách chúng ta giao dịch. Đó là một cách độc đáo để cảnh báo thế giới về những phát triển đáng chú ý trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số. Thông điệp này cũng phản ánh việc áp dụng nhiệt tình công nghệ blockchain ở Argentina. Người dân ở đây rất ấn tượng trước tiềm năng của công nghệ này và đã có những bước đi chủ động để tích hợp nó vào cuộc sống hàng ngày của họ. Tương lai của mạng Pi, tiềm năng vô biên. Khi chúng tôi chứng kiến việc sử dụng Pi Network ở Argentina, chúng tôi thực sự đang nhìn vào tương lai của tiền kỹ thuật số. Đó là một cột mốc quan trọng trong hành trình của Pi Network và thế giới công nghệ blockchain nói chung. Người dân ở Argentina và trên toàn cầu ngày càng nhận thức được lợi ích của công nghệ này. Để theo đuổi tầm nhìn của Pi Network nhằm tạo ra một thế hệ tiền kỹ thuật số toàn diện mới, chúng ta phải đoàn kết và hỗ trợ sự phát triển của công nghệ blockchain. Pi Network là bước đầu tiên thú vị trong hành trình này và tương lai của nó vô cùng hứa hẹn. Việc sử dụng Pi Network để mua đồ ăn nhanh và đồ uống ở Argentina là bằng chứng cụ thể cho thấy loại tiền kỹ thuật số này đã đạt đến một giai đoạn quan trọng trong quá trình áp dụng. Với một Pi bằng 314.159 đô la Mỹ, đây là một ví dụ về cách công nghệ chuỗi khối và tiền tệ kỹ thuật số có thể thay đổi cách chúng ta giao dịch. Tương lai của Pi Network rất tươi sáng và việc sử dụng nó trên nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau có thể trở thành tiêu chuẩn trong tương lai. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình hướng tới một loại tiền kỹ thuật số có thể tiếp cận được với mọi người. Khi chúng ta kết thúc bài viết này, chúng ta hãy suy ngẫm về những thay đổi đáng chú ý đã xảy ra và chuẩn bị chào đón những bước phát triển tiếp theo trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số.